Trồng lúa rẫy trên đất Bình Phước, chúng ta đang nhìn thấy những Dạ, người anh chào em. khỏe mạnh, có thể là đàn ông hoặc cũng có thể là phụ nữ, với đôi tay dẻo dai săn chắc, đang dùng hai cây Con xuống đi, nó ầm vong xuống. hoặc là những cái cây thuộc dòng họ của cây tre như là lỗ ô, có thể chài để tạo ra những cái lỗ mà người ta sẽ bỏ vào đó những cái hạt thóc lúa giống như thế này đây. Đó, những người phụ nữ phía sau đang làm công việc ta gọi đó là tỉa lúa, chính là bỏ hạt giống vào những cái lỗ lúc nãy đã tạo ra. Cầm Đây chính là việc tỉa lúa. rồi, anh nhận rồi đó, con để rồi thôi Việc này có thể nói rằng là nhé. Quá người đồng quá bào tiên xưa đã truyền lại cho con cháu họ và cho tới bây giờ. Và người kinh của chúng ta cũng học theo cách này để trồng lúa trên cạn. Sau đây chúng ta sẽ tiếp xúc một trong những cái bà cụ nông dân người Stiên và những cái người khác đang trồng lúa, đang tỉa lúa ở vùng đất đỏ Ba Gian, Bình Phước. Bạn thấy đất rất là màu mỡ, đất một màu nâu, tươi rất là đẹp. đẹp quá.